Các bạn, trong video ngày hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món kẹo sô-cô-la nhé. Các bạn muốn nó phủ một lớp đẹp nữa thì chúng ta có thể cho thêm bột ạ. Đây ạ, mình có thể dây thêm một chút bột sô-cô-la lên trên nhé. Còn không có thì thôi. Nguyên liệu để làm cái kẹo sô-cô-la này thì rất là đơn giản. Mình sẽ mời các bạn sau ạ. Đây ạ, rất là dẻo ngon nhé. Sô-cô-la khi ra ngoài ấy, thì nó sẽ hay chảy nước như thế này, ngọt dễ ăn ạ. Đây các bạn, để làm sô-cô-la từ này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ạ, sữa ông thọ, sữa đặc đấy ạ. Cái này là 380g thì mình sẽ dùng 200g các bạn nhé. Và các bạn cho mình 25g bơ và cacao này, các bạn sẽ cho mình 100g bột cacao nhé. Đây là bột cacao ạ. Mình đã cắt sẵn ra rồi. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ đục cần sữa này để mình nấu lên đã nhé. Các bạn cho mình cái chảo ạ và mình sẽ cho vào đây phần sữa đặc nhé. Bạn cho mình 200g vào. Đây các bạn, bây giờ cái hộp sữa này của mình chỉ còn khoảng độ 180g là mình đã lấy được 200g rồi nhé. Bây giờ mình sẽ cho cái phần bơ vào, sẽ lấu cho nó tan cái phần bơ và sữa nó chảy ra nhé, nó sôi lên là được. Sắp sửa đến ngày lễ tình yêu ấy các bạn ạ. Các bạn có thể làm sô-cô-la tự làm của mình để mình tặng những người mình yêu ấy được nhé. Thì các bạn có thể làm những sô-cô-la hình trái tim thì mình chỉ cần cho vào những cái khuôn hình trái tim thôi. Hoặc mình cắt tạo dáng hình dáng gì mà mình thích là được. Thì các bạn, khi phần sữa và nó đã tan ra rồi và sôi lên rồi, các bạn tắt bếp đi cho mình. Bây giờ mình sẽ cho cacao vào nhé. Các bạn sẽ cho trước cho mình khoảng 7 đến 80g bột cacao đã nhé. Còn lại để mình cần làm để mình làm áo của nó sau nhé. Mình biết thế này để cho cái phần bột cacao nó tan ra. Cứ cho từ từ các bạn nhé, về lúc sau này. Đây các bạn, khi mình đã trộn cái phần bột cacao này nha, đã hòa quyện như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào một cái khuôn nhé, để mình cho vào ngăn đông ạ. Rất là dẻo. Mình chuẩn bị một cái khuôn và mình sẽ cho vào đây cái phần tiền lến các bạn nhé.
chút nếm cho vừa một cái khuôn nữa. Để khi mình lấy ra nó dễ dàng nhé. Và bây giờ mình sẽ đổ cái phần hợp này vào. Rất là dẻo nên là mình phải để ngăn đông thì nó mới cứng lại ạ. Thì các bạn khi mình sàn nó ra nhé, để cho nó đều ra. Bây giờ mình sẽ đặt lên trên nó là một cái ít giấy màng bọc thực phẩm này. Khi cái phần này nó đã nguội rồi các bạn ạ, bây giờ mình sẽ cho vào trong ngăn đá nhé, ngăn đông ấy ạ. Các bạn sẽ để cho ngăn đông cho nó cứng lại 3-4 giờ nhé, sau đó thì mình sẽ lấy ra. Đấy các bạn, sau khi mình để vào ngăn đá nhé, bây giờ mình sẽ lấy ra cái phần sô-cô-la này. Mình dùng dao mình cắt cả cái phần giấy này các bạn nhé, phần nylon này, thì nó sẽ không bị dính vào dao. Nếu mà các bạn mà muốn thành khuôn trái tim ấy thì chúng ta sẽ phải làm bằng khuôn trái tim hoặc là mình ấy luôn, mình cắt như thế nó sẽ không dính dao. Bây giờ mình sẽ lột cái phần ra. Nếu mà muốn có một lớp áo phủ trên cái sô-cô-la này nữa thì chúng ta sẽ rắc thêm cái bột cacao vào, còn không có thì các bạn có thể ăn như thế này nhé. Đấy, mình đã được kẹo sô-cô-la như thế này đấy ạ.